nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn múa Pháp bị Transit Cap cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam vừa công bố chương trình nghệ thuật Urban Distortion, sự kiện hợp tác đa quốc gia trong khuôn khổ liên hoan múa đương đại gặp gỡ Á Âu 2017. Tiết mục sự uốn éo của đô thị Urban Distortion đã được đoàn nghệ thuật Transit Cap trình diễn thành công khắp thế giới từ năm 2010 để diễn tả sự ngột ngạt của áp lực đô thị qua ngôn ngữ của múa đương đại trình chiếu video và hội họa. Lần trình diễn đầu tiên tại Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh lần này, Urban Distortion sẽ đem đến không gian giao thoa văn hóa không chỉ giữa Việt Nam, châu Âu mà còn có cả những điệu múa cổ truyền châu Phi. Đồng sáng lập đoàn nghệ thuật Transit Cap cũng chia sẻ lý do khi lần đầu tiên mời một ca sĩ rap là Suboy tham gia vào tiết mục tại thành phố Hồ Chí Minh. La musique sans parole. Một phần Suboy là cầu nối cho chúng tôi với nền âm nhạc hip hop và cả nhạc cổ truyền Việt Nam. Phần khác tôi đánh giá rất cao những giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của cô ấy. Việc lần đầu tiên có một ca sĩ trình diễn trong Urban Distortion sau 7 năm công diễn cũng là nỗ lực của chúng tôi muốn tự làm mới mình. Trong đêm diễn sự uốn éo của đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, còn có phần trình diễn hội họa trực tiếp trên sân khấu của họa sĩ Bỉ gốc Việt Thiên Nguyễn Trường Minh và biểu diễn âm thanh thể nghiệm của nghệ sĩ Việt Teddy Chula. Đêm diễn sự uốn éo của đô thị sẽ diễn ra một đêm 14 tháng 10 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh.